Khanh đang đi vào chiếc xe lăn điện leo cầu thang cho một anh khách tại quận 11. Thì mời quý anh chị hãy cùng theo dõi cái video do xe này nhé. Xe lăn điện leo cầu thang là một trong những giải pháp giúp cho gia đình mình có thể đưa người thân, người bệnh ở lầu phía trên đi xuống mà họ không bị đau đớn. Và là giải pháp giúp cho nhà mình có thể dễ dàng di chuyển người bệnh mà không cần phải lắp đặt thang máy. Đối với những gia đình không có điều kiện lắp đặt thang máy, xe lăn điện leo cầu thang đó là một giải pháp tuyệt vời. Thì mời quý anh chị hãy cùng theo dõi trong video này Khanh bàn giao chiếc xe lăn điện này như thế nào nha. Xé luôn đi, đâu có nhiều. Giờ đi xe không trước đi. Bây giờ có những trường hợp này rồi mình mới biết khi mà mình xây nhà là mình phải để ý cái cầu thang. Lúc đầu chưa có định tại vì ai cũng vậy, tụi em giờ cũng vậy. Tụi em làm cái nghề này xong rồi là tới hồi mới muốn mà xây nhà là chắc chắn cái cầu thang quan trọng cái chuyện đó. Thank you.
là từ đầu nó tụt xuống đây. Nó nhưng mà nó không có giữ là mình giữ phụ được không? Hay là nó chìm chìm lại như vậy? Nó chìm lại anh buông ra là nó sẽ không có. Mình không có làm được không? Dạ anh không có. À đây em nhấn xuống. Ồ nó có cái thằng này. À mình những cái kỳ phẩm như vậy nó không có em gì. Xuống thật ra nó dễ hơn là chỉ có cái làm có một người ở đây đứng như vậy đúng rồi là giống như đứng là để rồi. đúng rồi anh mình sẽ làm lại cái làm càng xuống là nó nhẹ nhàng lắm tại vì nó giữ lại bằng cái các bánh xe cái gì sức này này như nó quay chậm ra đúng không? Dạ đúng nó quay chậm lắm anh, nó đâu có đi nhanh. Xuống tới đây nè, anh dở lên cái. Dở lên gì nè. Xong mình lấy cái điểm. Rồi mình xoay qua đi. Thôi chứ thật ra là xe nó đi hết rồi, mình đâu có cần làm gì. Bởi khi mà nó xuống lên giữa dốc cái mặt. Vậy mình thử leo lên mình ngồi thử được không? Dạ được. Mình ngồi thử lên đây nha. Được. Xong em ngồi bên ngoài này như tủ. Hả? Sao? Thử hả? Không sao. Không sao chị. Lên ngồi thử hả? Ngồi nhẹ nhàng. Anh thử chứ bây giờ em thử sao được, em thử em sợ mất công em run. Anh ngồi thử. Anh ngồi đi. Anh ngồi đi. Anh ngồi đi. Mình ngồi lên nha. Anh ngồi đi. Dạ. Em đứng dưới thôi, em có cần làm gì hết. Có gì để thôi. Thử xem nó có kéo lên. Bây giờ mình lấy cái này xuống nhìn cái. Gà dây vô. Cái này nó dưới vậy. Mình cứ dở lên đi không? Dạ, anh cứ dở lên. Dạ. Gà dây vô đi em. Gà dây luôn hả? Dạ, gà vô đi cho. Bay xuống chung xe luôn hả? Ok, mình nhập vô đây. Mình đó. Mình nặng á. Để cho nó tì vô. Càng nặng thì mình phải cho nó xếp lại. Dài lên không? Dạ không, cho nó xếp lại. Dạ không, ý xếp? Là cái đây nè. Cái chỗ này. Anh phải càng nghiêng qua. Nghiêng thấp xuống hả? Nghiêng thấp xuống để cho cái người đó, cái gì? Đi theo cái gì? Nhấn cái này xuống này, nhấn cái đầu cái này xuống này, đè lên cái bè.
nhà nó bị dưới, cái này là không sao, cái này nó hơi chậm. Cái này thì xoay từ từ thôi chứ. Ok, em cũng nghĩ là sao này. Thì khi mà anh thao tác ngã, anh thao tác từ từ để cho cái người ngồi người ta không sợ. Cái này nó lại hơn. Nó lại hơn thì dạ không, em sẽ bấm dựng nó cao lên tí. Dạ không, có nghĩa là anh cho hai cái mấy bánh xe này nó bám vô rồi á thì bắt đầu anh dựng lên. Tại cái chỗ này mình hẹp á, có nghĩa là mình phải để sát xuống để cho mấy cái bánh này nó vô cái răng này chị. Thì khi mà nó bám vô rồi á thì chị đỡ cho cái ghế nó đứng lên để mình đi. Tại vì cái chỗ mình nó hơi hẹp. Đi đây dễ hơn. Người trước này cũng khó, tại vì cái khung quá, cái khung như thế là. Em xài có một tay à? Dạ. Thật ra là cái xe nó làm hết, mình đâu có làm. Mình chỉ cần vịn nó để nó giữ vô cái chỗ này để nó đi lên thôi chị. Tại vì nóng quá đổ hồi. Nóng quá mình nóng quá. Nên là đừng để. Em đi xuống dưới kìa. Cái này để mà xài quen là gì? Em chắc em nhờ anh là đi lên đi xuống cả chục lần á. Để mình sẽ đi không nhiều lần. Đi không á, đúng rồi, đi không. Thì khi mà anh chuẩn bị xuống, nhất là đi xuống dốc á, thì em có một cái lưu ý là anh phải chọn chiếc xe thẳng. Để không thôi nó xuống á, một tầng này là nó sẽ tuột luôn à? Nó không có bám, nó bị dính theo bánh xe theo cái hướng mà cái chiều nghiêng á. Ví dụ thì anh ra nghiêng chỗ này mình trái à, không mình phải thẳng vuông góc như thế này đó, đúng rồi. Tại vì khi mà giật đó cái người ngồi là người ta giật mình, người ta đang sợ thẳng thì hai bánh nó xuống cùng đường, đúng rồi. Chứ không sao đấy, à, xuống là cũng đi hướng này luôn hả chị? Cái phải xoay này dạ không đi vậy luôn đó dạ. Xong mình phải nghiêng như thế nào đó đúng không? Dạ bây giờ anh dặn cái người ngồi người ta nhìn gì người ta cơn cho ta ok rồi, để em mang nghiêng xuống rồi. Em sẽ phải nghiêng tí để cho các bánh xe từ sau nó bắt bánh xe xuống bắt bánh xe từ sau đi bắt bánh xe từ sau nha đó. Đó đó nó bám rồi đó. Mình chỉ là mình vịn thôi, mình vịn để cho nó những cái bánh này nó vô nè. Chứ mình không có hề dùng lực gì hết á. Nè, mình đứng thẳng lên phải không? Dạ, không cho nó. Em đang sợ là bị dưới mặt chứ. Không sao đâu, chứ coi rồi. Tại vì do cái chỗ này. Đúng rồi, nó phải mình để xoay mà. Đó. Ví dụ thì người lớn tuổi thì anh hơi kênh kênh vậy đó, nó vừa vậy nè, đó. Xoay cái bánh, anh xoay nha. Cái tay vịn này có làm lên đây. Cái tay vịn này có làm lên. Cái tay vịn này chỉ có sửa lên nữa hay là để nguyên vậy? Không, để nguyên như vậy. Cái bánh qua nè. Cái bánh nhỏ à? À, cái này nó lọt xuống. Nhà mà có, nhà chỉ có 1 lít đồng, nếu 1 lít thì cái tay này nó hơi thấp. Cái này mình sẽ làm thêm. Dạ. Bây giờ khi mà qua tới đây rồi anh một tin á khi mình đạp cái bánh xoay bắt xuống bạn đi xuống
dốc hơn thì bây giờ em sẽ xếp nó lại. Rồi. Cho cô ngồi trực tiếp lên luôn, rồi tụi em thao tác, rồi cái anh chị thao tác. Dạ. Có nghĩa là bây giờ từ giờ tới lúc cô về á, anh cứ thao tác xe không. Còn cái lúc mà cô về á, cái anh chị gì điện em, hai chồng em chạy qua. À, nếu mà anh chị muốn thử người là em nghĩ kiếm một cái nhà nhỏ nhẹ nhẹ thôi. Cho nó quen chịu tải. Mình cột cái chai nước lên đây rồi mình kéo không một hai chai nước. Hai cái thùng nước. Còn không cái đứa nhỏ nhỏ cũng được. Em nhờ mấy đứa nhỏ khoảng lỡ nó có làm sao phiền. Mình ngồi mình sẽ cột thử một hai chai nước trước, một chai nước xong hai chai là được. Dạ, còn không bữa đó cô về á, chị nhắn đi, vợ chồng em chạy qua. Chắc khoảng qua lễ. Dạ, qua lễ. Ví dụ qua ngày ví dụ 5 tay đi thì 4 tay chị nhắn em để có gì tụi em thu xếp. Có gì tối tụi em chạy qua. Không, em hỏi thật, hồi nãy anh ngồi nó sợ. Không, mình không sợ. Bình thường đúng không anh? Nhưng mà chắc bà chị chắc bà sợ. Bà hơi sợ nhưng mình sẽ chân ăn ngoài trước chứ đâu có sao gì. Cái lúc nãy thì khi mà qua em bé cua lại thì em chẳng hơi bị qua bên đây. Thành ra là khi mà lúc mà anh ngồi nó bị cạ vô cái tường này. Không, em lại thấy cái bánh xe nó để cạ vô cái chỗ này nó yên tâm hơn á anh ơi. Thì không vấn đề hết, nhưng mà do mình điều khiển thôi. Tại vì chỉ có cái lúc xuống là anh thấy sao, cái tay em đang để nó hơi dài thì cái dài này nó cũng có cái điểm hay mà nó cũng có cái điểm dở. Cái điểm dở là ở cầu thang của mình á, cái khoảng cái chuyến điện chỗ đó nó nhỏ quá thì khi mà em nghiêng nó xuống nó bị dướt. Đúng rồi. Nó quay, em nghiêng cỡ này thôi, thành ra khi mà đi xuống cái nó bị sàn qua bên đây. Lẽ ra thì lúc đó em phải rút nó xuống một tí. Rút nó xuống một tí. Cố rút là cái này hả? Dạ. Cái dây này hả? Dây. Okay. Không thả lên là tự nó dính à? Nó có nhiều nấc đúng không? Dạ, nó có nhiều nấc. Cái tay này nè, khi mà anh đi cầu thang, anh đi xuống hoặc là đi lên, anh để dài chỗ này nó dễ đi hơn. Ồ, mình có lực hơn tay đầu. Đúng anh, dạ chính xác. Mà khi tại vì do cái xe của mình á, nó chịu cái lực đi xuống, dốc xuống như nè, mà anh đè trên đây xuống là nó rất là nhẹ. Trong khi đó mà cục cái này thì nặng lắm. Đúng rồi, anh để sát gì nè, nó nặng. Anh phải gỉ nó xuống. Anh lo lắm. Còn á, khi mà anh kéo dài ra, kéo dài gì á, thì nó nhẹ. Là nhẹ nhất rồi đó hả? Đây là cao nhất. Nhưng mà cao nhất kiểu này á là anh sẽ bị dướng cái. Thế lúc đó mà lấy đó thì mình sẽ xịt qua rồi thì nằm nghiêng xuống đây thì mình sẽ kéo dài lên. Đó thì em nghĩ là nó khoảng cỡ này là nó, nãy em đi cho anh là em đi vị trí này là nó vừa. Nhưng mà khi mà quay lại thì nó hơi dướng một tí. Rồi mình thao tác lại kỹ một tí chỗ này. Cái này là battery hả? Đó, pin hả? Đúng rồi. À để em hướng dẫn lại cho anh cách sử dụng. Nếu anh quên tắt thì okay. Để 10 phút sau tự động tắt. Ok. Anh cũng không cần phải tắt nữa. Ok. Còn nếu anh muốn chủ động tắt anh bấm okay. Còn anh muốn mở lên bấm lên. Ok. Lôi. Có nghĩa là nó sẽ xếp lại. À tự nó xếp lại. Nó sẽ vung ra. Bung cái này hả? Đúng rồi. Cái này ra là cũng bằng motor luôn hả? Đúng rồi. Anh bấm luôn giúp giùm em cái này ra. Để giùm. Nó sẽ có hai nấc. Ok ok. Anh đè nó ngừng. Ok ok. Anh bấm đè luôn là nó sẽ tới đây là nó dừng. Ok. Và anh bấm cái nữa. Bấm giữ luôn. Đây nè, nó mới hạ xuống được. Nhưng mà thường á, mình đi cái cầu thang mình không bao giờ mà mình đi hạ kiểu này đâu. Mình chỉ có xếp. Tại vì anh biết đi hạ kiểu này là cái cầu thang mình không có lực. Đúng rồi. Nhỏng nữa. Tại xuống sát xuống kia. Ok. Dạ, tại do cầu thang mình quá dốc. Thì khi mà quá dốc á, anh phải xếp cho nó sát xuống nè. Nãy em đi rồi phải xếp sát xuống nè. Để cho mình ngã một góc. Máy móc phức tạp là chừng nào nó hư thì cũng có kêu thợ có thể sửa không? Dạ, kêu tụi em không có sửa mà thay đồ thôi anh ơi, không có sửa luôn luôn. Dạ, có đồ sẵn luôn luôn, có gì cứ nhắn tụi em. Dạ luôn luôn có đồ sẵn.
Đó, anh xin lúc nào cũng có mặt. Có nhiều chị gọi chị nhắn em không có trả lời. Pin hai pin. Có nghĩa là tìm đăng ký xe hay cái gì đó. Rồi em thấy nhỡ là chắc chắn ở đây lúc nào. Hoặc là chị là chị là về đi nước ngoài. Đang là chạy xuống. Ví dụ có Zalo thì em sẽ nhắn chị ơi nha. Cái xe đang lên nhà anh em cũng mừng. Tại sao? Tại vì em thấy anh làm cái này á nhiều tiền lắm. Anh làm cái này là nhiều tiền không được. Chạy không được, tụi em cũng buồn á. Không phải là chị bán chiếc xe không mà thấy công sức anh chị bỏ ra mà chạy không được nữa. Thấy phải luôn giữ cái này. Luôn giữ anh. Em nghĩ là anh phải hạ xuống một tí á. Xếp lại cái gì đó. Tới đây anh phải tập. Đó, đúng rồi. Anh phải làm gì? Rồi rút nữa. Bấm vừa rút vừa kéo ra sao luôn. Đó, đúng rồi anh. Đúng rồi. Anh buông tay ra được rồi. Cỡ đó là anh buông tay ra được rồi. Dạ. Rồi tới đây được. Xoay, anh chủ cái bánh anh xoay ngang lại đó, anh xoay ngang lại là nó bám vô thì cái cầu thang này đúng rồi đó, anh sẽ ngã cho nó vào cái này á thì có thể hơi đứng lên một tí, dở lên một tí để nhiều khi cái người ngồi á ngã quá người ta sợ được. cái bánh nó gầy nên là nó bám cái mấy cái cột thang nó lên đúng không à? Chính xác. Dạ. Những nát ốc đây là cái máy gì chưa? Cái máy này là cái máy có bề ngang nhỏ nhất rồi. Tiện lợi rồi các thứ rồi. Không nhận. Không chỉ được không nhưng nổi các bạn. Dạ. Anh phải cho cái đó nó qua luôn, nó chạy qua luôn đó, đúng rồi, từ đó, đúng rồi. Đó, chính xác. Thôi được rồi, chờ mình tí xíu. Bây giờ thử kéo xuống đi. Kéo xuống đi anh. Kéo xuống đi đâu có gì đâu. Anh cứ thao tác cho quen. Rồi khoan, anh đúng rồi, anh phải nghiêng. Anh phải hơi nghiêng để cho nó bám bánh xe sau, để cho nó chạy bánh xe sau xuống trước. Đi bánh xe sau á anh, chứ không phải bánh xe trước. Đè cái nhung vú xuống thì nó có ốc đào, cái chữ đào bên trái tay của anh. Đúng rồi, nó phải chạy bằng bánh xe nó xuống nha, chứ mình đừng có đẩy nó xuống đó. Đúng rồi, anh đâu cần gấp đâu. Nó đi từ từ. Dạ. Anh không có kéo mà anh chỉ có đè giữ nó thôi. Đè cái đầu cái kia xuống là tự động nó bám à. Cầu thang nó người dâu phải giữ cái nút này chứ. Giữ hoài luôn á. Cái đó phải giữ hoài luôn á. An toàn là chúng ta được bật con ốc rồi bị bỏ đó. Rồi. À khoan, anh xuống lại cái tới đây đi. Dạ. Đứng lên quá. Đúng rồi anh, đúng rồi. Anh vừa xuống tới là anh hơi dựng lên. Anh kéo ngược lên một tí đi. Cho nó chạy ngược lên, cho nó chạy ngược lên đi để em hướng dẫn. Lên. Đúng rồi. Cho chạy ngược lên để anh cho nó nằm xuống. Khoan, rồi. Bây giờ anh cho nó xuống theo cái dốc bình thường đi. Rồi, đúng rồi. Rồi, anh để ý giúp giùm em nha. Rồi, khoảng này vừa thôi. Đừng xuống quá. Anh nhìn ngược lại giúp giùm em, nhìn ngược lại một tí. Cho nó lên. Rồi, cho này vừa. Ok. Rồi hơi dựng lên một tí, hơi dựng lên rồi bấm vừa dựng vừa bấm đi xuống hả? Đi xuống hả? Đúng rồi đó. Xong rồi tới đây thì mình xoay đi thì tới đây anh biết xong vô cái chân còn cái chân của người ngồi nữa, thành ra là anh vừa dựng vừa bấm để cho cái xe nó đỡ xuống và nó xoay cho nó dễ. Thì lúc nãy khi mà anh ngồi lên thì anh trụ một bên, anh lắp nó vô. Đúng rồi. Anh xích vô đây để cho anh nhìn. Rồi, anh xoay qua. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà anh nhớ nha, coi chừng là nó sẽ hụt một bánh xuống đó. Đó. Đúng rồi, anh chịu lực trên hai cái bánh. Rồi, anh ngã xuống từ từ. Anh dùng khó cái tay mình để cầm như này. Để anh luôn điều khiển cái nút. Dạ rồi. Và đầu á, mà cái bánh xe này anh đã nghiêng xuống vậy đó.
điều hòa nhưng mà điều nghi thường đóng lại xuống luôn đó. Sau khi đã bàn giao xong cái chiếc xe lăn điện leo cầu thang thì Khanh cảm ơn anh chị ủng hộ Khanh những chiếc xe lăn giúp cho người già trong gia đình mình hòa nhập cuộc sống tốt hơn và di chuyển dễ dàng hơn. Thì trong câu chuyện này thì Khanh cũng muốn gửi đến cho tất cả những quý anh chị, những anh chị đang xây nhà và có dự kiến người già ở chung, thì mình hãy làm một cái cầu thang nó to ra đủ để cho chiếc xe lăn điện có thể đi, tối thiểu nó là bề ngang 1 mét. Và cái chiếu nghỉ thì là chiếu nghỉ vuông, không được chiếu nghỉ là xéo. Thành ra khi mà mình xài một cái cầu thang mà có chiếu nghỉ xéo thì cái xe lăn điện nó sẽ không bám được. Nếu mà nhà mình có ý định cho người già ở chung, có người già ở chung và không có ý định xây thang máy, đây là một cái giải pháp để giúp cho di chuyển người già từ tầng trên đi xuống, thay thế cho thang máy và rẻ hơn thang máy. Một lời nhắn nhủ và chia sẻ của Khanh, mong rằng quý anh chị có một cái sự lựa chọn và một cái cân nhắc, một cái thiết kế trong cái cầu thang nó hợp lý hơn để người Việt Nam mình sử dụng và sống chung với người già thoải mái nhất. Cảm ơn tất cả quý anh chị luôn quan tâm theo dõi các video của Khanh. Bye bye và xin hẹn gặp lại những video sau.